6 nghệ sĩ trẻ tài năng của nghệ thuật đường phố Việt Nam đã trình diễn trực tiếp trước khán giả để thực hiện những bức tranh khổ lớn. Cùng đồng hành với họ là 2 nghệ sĩ khách mời nổi tiếng Su Bai Wan và Yao 501. Điều thú vị là khán giả có thể tham gia vào tác phẩm trong quá trình các nghệ sĩ hoàn thành các bức vẽ đầy ấn tượng với chủ đề liên quan đến các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc. Alors oui, c'est un événement exceptionnel, les événements d'art urbain. Je pense que c'est l'un des premiers au Vietnam. Có thể nói là đây là một trong những cái sự kiện mà đầu tiên ở Việt Nam được tổ chức theo kiểu như thế này, có một cái sự kiện trình diễn tranh như thế này. Thì cũng do cái tính chất của cái sự kiện như vậy cho nên là chúng tôi cũng muốn là được đón tiếp công chúng nhiều nhất có thể. Và chúng tôi muốn tổ chức trong cái khuôn viên của Dinh thự Pháp để người xem có thể đến để thưởng thức các cái tác phẩm của các cái nghệ sĩ trình diễn. Các bạn có rất nhiều ý tưởng và các bạn vẽ trên những cái phong và các bạn đang vẽ luôn á, thì mình sẽ được xem quá trình các bạn từ đầu cho đến khúc mà các bạn kết thúc những cái bức tranh á, thì em rất là thích. Bình thường đó mà street art á, thì phải vẽ trong một không gian to lớn chứ không phải là những cái hình nhỏ nhỏ đồ này kia nọ. Thành ra cái tôi nghĩ rằng không gian này rất rất là phù hợp để mà làm street art. Mấy người trẻ tôi thấy rất là có tài. Rất rất là có tài. Thì nãy giờ đi xung quanh nhìn mấy cậu trẻ vẽ rất là hay. Mình thấy từ cái hình đầu cho tới cái hình cuối đó mình không có nghĩ là nó sẽ ra như thế đó. Thành ra rất là ngạc nhiên và rất là thích thú. Thành quả của buổi trình diễn là 8 tác phẩm đầy cảm hứng, thể hiện góc nhìn của các nghệ sĩ về thế giới của ngày mai. Sự kiện trình diễn này là vòng chung kết của cuộc thi tài năng trẻ dành cho các nghệ sĩ nghệ thuật đường phố. Ban giám khảo cũng như công chúng qua bầu chọn online sẽ cùng chọn ra những nghệ sĩ xuất sắc nhất để tiếp tục tham dự lễ hội về nghệ thuật đường phố diễn ra vào tháng 11 năm 2021. Các tác phẩm sau khi hoàn thành đang được trưng bày dọc theo bức tường của Dinh thự Pháp, quận 1 và sẽ tiếp tục được giới thiệu đến công chúng tại nhiều thành phố khác nhau ở Việt Nam.